Này là mình có cái phần ốc biêu vàng nha, con nào con đấy là khá là to. Đối với phần ốc biêu vàng ấy thì mình chỉ ăn cái đầu này của nó thôi nha, còn cái phần ruột của nó là mình không ăn. Sau khi mà làm sạch cái này này thì mình sẽ sử dụng cái này là mẻ nha cả nhà, cơm mẻ đó, mình làm từ cơm nguội á. Bên trong này thì mình có cho một ít cái củ riềng để cho nó thơm cái mẻ cả nhà. Mình sẽ dùng cái mẻ này để mình bóp nha. Cái này là mình đã bóp sơ trước một cái nước mẻ này nên là rất là khô này, rất là nó khô nhớt mà nó sạch trơn cả nhà. Sau đó khi là mình lấy cái đầu xong, bây giờ mình sẽ moi ra, mình lấy cái này ra nha cả nhà. Mình dùng cái kéo á, mình sẽ cắt, mình bỏ cái này nha, cái phần này là không có ăn được nha cả nhà. Cái phần ốc biêu vàng là mình không ăn được, mình bỏ cái này đi. Đây, sau khi mà ấy mình cắt mình bỏ ra đây, mình sẽ cắt cái ốc này vừa miếng để ăn nha. Mình làm sạch cái đầu xong mình cắt miếng vừa ăn như thế này này. Đối với phần cơm mẻ này á thì bóp với cái ốc này này nó cực là sạch luôn, nó không có bị hôi, nó mà nó hết đen mà nó hết nhớt luôn cả nhà. Sau khi mình làm sạch thì mình sẽ bóp thêm lại một lần nữa nước mẻ nha. Sau khi mà cắt ra nha, cắt miếng vừa ăn là làm sạch này này thì mình sẽ sử dụng cái cơm mẻ mình bóp lần hai nha cả nhà. Cơm mẻ của mình rất là tơi luôn này, đổ vào đây. Mẻ lần hai này mình bóp nha, mình bóp cật lực luôn, mình bóp này. Nhưng mà bóp tới đâu mình cảm giác là cái ốc của mình ấy nó khô, nó rít luôn cả nhà. Đối với tấm mẻ là cái mẻ này này cực là sạch luôn, các bạn rửa cái gì nó cũng sạch ấy. Mà cái mẻ này dễ làm lắm, làm từ cơm nguội cả nhà. Ôi, nó rít cái tay luôn cả nhà, cực là sạch luôn. Giờ là nó sẽ hết trơn nhớt, hết dơ luôn á, hết hôi luôn cả nhà, hết tanh luôn. Rồi sau đó là mình xả nước nha cả nhà. Giờ mình xả nước mình rửa. Cả nhà nhìn này, bây giờ miếng ốc này nó khô queo à, nó không có một miếng nhớt nào luôn đấy. Ngon ơi là ngon này cả nhà nhìn này. Bây giờ cái ốc này vào mình làm nhiều món lắm. Nhà mình là có dự định là đang là để xào với nấu với chuối xanh với cả nhà. Cái món đó là món đặc trưng của người Bắc, ngon lắm cả nhà ơi. Rồi rửa đi rửa lại nhiều lần để cho nó sạch cả nhà. Cả nhà nhìn cái nước của nó này, nó ra ba cái nước dơ quá trời quá đất luôn á. Mình đổ đi ha, mình rửa lại nước khác. Rồi xong rồi cả nhà ơi, mình chế biến xong rồi này, khô queo luôn, sạch trơn hết nhớt luôn.